Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Thì mình có cây sứ hạt này nè, thì vừa rồi mình cũng đã xả tàn cho nó mấy lần rồi các bạn. Cây này hồi đó nó là một cốt, đó nó một cốt ngay đây, cái mình xả ngay đây nữa các bạn, thì nó lên ba nhánh. Thì hồi đó là hai cái nhánh này nó lên lớn lắm, là mình đã xả nó để mình lấy bông mình ghép rồi. Còn nhánh này hồi đó nó nhỏ à. Đó, nhưng mà sau này giờ nó lên bên này, mỗi lên nó bên nó lên được hai nhánh, nó hai tược nó đâm ra. Còn cái nhánh này hồi đó nó nhỏ xíu rồi các bạn, nó nhỏ hơn hai cái nhánh này nhiều lắm. Thì sau cái thời gian mình xả cái này, hồi đó mình cũng có nói là mình xả hai cái này để mình lấy cái bo mình ghép, được cái này mình để lại, rồi nó cái này từ từ nó sẽ lớn 1, 9, 1, 10 với lại mấy cái này nha các bạn. Thì hôm nay là cái nhánh nó nhỏ xíu, là hôm nay nó phát triển khỏe quá rồi, thì hôm nay mình sẽ chiết hai cái nhánh này cho nó. Này mình chiết nhánh thì chiết mỏ vịt các bạn ạ. Để coi lại cái cây này lúc trước nó mình xả nhánh chiết nhánh để mình ghép nha các bạn nhé. Đây là các bạn, thì cây này hồi đó bông nó như vậy đó các bạn, bông nó hai lớp và bông nó to mà đẹp lắm các bạn. Đó. Thì mình thấy cái cây này đẹp thì mình cũng đã ghép nhân giống nó. Rồi mình xả tàn đi để mình ghép đó các bạn. Thì hồi đó nó lúc mình xả tàn nó thì nó có ba tược à. Đó, hai cái tược đó, hai tược lớn này nè, là mình xả để mình ghép. Rồi còn cái tược bé này thì mình nói là sau này nó sẽ lớn 1, 9, 1, 10 với lại hai cái tược kia. Đó, cái clip này hồi đó mình cũng đã quay là cách đây là cũng 4-5 tháng rồi các bạn. Hình như 4 tháng có rồi, biết 3-4 tháng gì mình không nhớ nữa. Mà đó thì ngày hôm nay là mình lấy ra để mình xả nó, mình ghép nhân giống cho nó nè. Đó, mình xả hai cái nhánh lớn, còn cái nhánh nhỏ để mình nuôi lại đó các bạn. Đó thì hồi đó mình nó xả cái nhánh lớn này nè các bạn, mình xả nhánh lớn để mình ghép cho mấy cái cây kia để mình nhân giống. À, còn cái nhánh nhỏ thì mình nói mình chừa lại. Đó, thì mình xả nó cái nhánh nó xuống rồi các bạn, thì mình nói là để cho cái nhánh đó nó sẽ nhân lên làm hai tược hai bên. Đó, còn cái nhánh kia thì cái nhánh nó có bông ấy, thì để mình tìm cây để mình ghép sau các bạn. Đó, đây các bạn, thì hồi đó mình xả cái nhánh này trước nè, xong rồi tới mình xả cái nhánh này sau. Thì nó sâu khoảng 10 ngày đó các bạn. Cái nhánh này nó xả trước cho nên là cái nhánh này nó ra hai tược nè, nó mập hơn, nó lớn hơn cái này mình xả sau. Còn cái nhánh nhỏ xíu hồi nãy là mình, các bạn xem á, thì nó đây, hôm nay nó to cũng bằng cái nhánh này rồi, nó to còn hơn cái nhánh kia luôn nữa các bạn. Thì hồi đó mình cũng có nói là mình xả thì cái nhánh này, xả hai cái nhánh này thì nhánh nó sẽ dồn sức vô nuôi cái này. Đó là cái này nó sẽ từ từ nó sẽ lớn 1, 8, 1, 10 hay 1, 9, 1, 10 gì á. Hai cái nhánh này thì hôm nay nó đã lớn khiếp chưa các bạn. Thì hôm nay mình thấy nó ra lớn quá rồi thì mình chiết các bạn. Thì hôm nay mình hết cái rễ lục bình rồi, nên mình lấy cái chiết mỏ vịt mà chiết bằng cái chấu hun nữa các bạn. Thì thường thường cái chấu hun mà các bạn chiết thì nó ra rễ khỏe lắm, mà cái chiết mỏ vịt thì mình chiết bằng cái chấu hun thì mình phải cho nó vô cái bọc nha các bạn nhé. Trước tiên thì điều đó các bạn thấy là cái nhánh này nó nghiêng về phía này, bứt bớt lá đi cho nó đỡ nặng các bạn. Đó, nó nghiêng về phía này thì nó nghiêng bên nào thì các bạn cắt bên dưới nó cái bên nghiêng nha các bạn nhé. Thì nó nặng về cái phía, nó ngã về cái phía nó nghiêng á,
nó sẽ không gãy. Nếu mà các bạn mà khắc trong này hoặc là bên hông này thì nó chiếu xuống nó sẽ bật ra, nó gãy nha các bạn. Đó, thì mình sẽ chiết mỏ vịt ngay đây, cắt cho nó vuông qua hơn nửa các bạn. Đó các bạn thấy không, mình nó nghiêng bên này, cho nên mình cắt đây thì mình thả ra cái nó bật vô đây nó chịu nè các bạn. Còn nếu mà bạn cắt bên này á thì nó sẽ bật xuống, nó ngã luôn, nó gãy nha các bạn nhé. Cây này thì bông nó có hai lớp thôi mà nó to mà nó đẹp lắm, cho nên mình cũng nhân giống nó. Cây này nó cũng chưa được lớn mấy đâu nhưng mà thực kệ nó, tháng hơn tháng sau rồi nó cũng lớn là được rồi. Rồi khi nào mà nó ra đế xong mình hà nhánh này nè, mình hà hai nhánh này xuống rồi mình sẽ xả luôn hai bên này luôn, cái nhánh nào to mình xả để cho nó nhân nhánh tiếp nha các bạn. Đó thì những cái cây mà một cốt đó, nếu mà các bạn muốn cho bộ tàn nó nhiều đó, thì cứ xả hết lần này qua lần khác thì từ cái bộ tàn nó dày à. Thì cái này là lúc mình cũng nói là lúc đầu nó chỉ có một cốt nó đưa lên thôi, mình xả thấp để cho cây nó khỏe nè. Đó mình xả thì nó ra ba tược, giờ mình xả thêm lần nữa, giờ hai bánh nhánh này nè nó lên mỗi bên hai tường, nó là bốn nè. Giờ hôm nay mình sẽ chiết cái này, rồi mai mốt này chỗ này nó sẽ lại nhân nhánh nữa nha các bạn nhé. Thì thường thường chiết cái mỏ vịt này là mình chiết bằng cái đế lục bình các bạn, nhưng mà hôm nay mình không có đế lục bình, hết đế lục bình rồi thì mình nay mình xài bằng chấu hun. Thì các bạn tìm mấy cái bọc nhỏ nè, nhỏ xíu thôi, cũng cỡ bằng hai ngón tay thôi nè các bạn. Đó các bạn vô cái chấu hun nó vô đây, phụt cái miệng bao lại cho nó chặt đi. Rồi thì cái này nếu mà các bạn ở nhà các bạn chiết á thì các bạn cứ để khoảng qua ngày hôm sau cho nó khô. Các bạn lấy cái miếng lá cái gì đó, các bạn cho nó vô đây nè, để qua hôm sau cho nó khô rồi các bạn bó nó nha các bạn. Mà tại vì mình làm clip thì mình làm luôn, nói chung ra mình cũng không có cần chêm cái gì vô đây đâu, tại vì cái bọc này là nó sẽ cạn ở giữa rồi. Cái này là chất chồng nó khô cho nên nó không có sao thôi nha các bạn nhé. Thì cái bọc đây các bạn chiết nha. Đó cái bọc nó kín nè. Thì trước tiên á các bạn phải cắt cho nó thông như các bạn nhé, để cho nó cái gì nước nó không có bị đông nhé. Cắt tí xíu ở dưới hai cái bên này, giữa này cũng một hai đường đó, để cho lúc mà mình tưới nước nó xuống á, nó sẽ thoát đi, nó không có bị ứ đọng nha các bạn. Còn ở trên này á, thì các bạn lấy cái mũi dao đó, lấy cái mũi dao xỉa nó vô, xỉa cho nó bằng cái vết mà các bạn khắc mỏ vịt nè. Đó cái này là mình làm clip cho nên mình làm luôn nha các bạn nhé. Khắc nó ra lớn lớn tí xíu để có gì lúc mình tưới á, mình tưới lên cái thân nó là cái nước nó sẽ tự động nó chui vô đây, nó làm ướt cái chất chồng. Đó các bạn nhét cái mỏ vịt nó vô cái bọc này nha các bạn. Các bạn đẩy nó lên cho nó sát lên cái chỗ mà các bạn cắt. Đây này, các bạn thấy không? Đó cái mình cắt từ dưới đây, mình cắt lên tới đây nè. Thì mình sẽ cho cái bọc nó vô tới trong này luôn nha, cho nó nghiêng nghiêng chút. Đó cái bọc này thì nó cũng cản trở dưới hai cái vết cắt rồi, cho nên là nó không, cho nên mình không cần chêm cái gì vô trong đâu nha các bạn. Rồi thì mình sẽ lấy cái dây gút bằng nhựa nè. Đó mình sẽ gút nó, mỗi một cái mình gút hai nạt. Mỗi cái bọc mình gút làm hai lần nha các bạn. Làm hai dây. Đó một cái dây trên, cái dây trên là nó nằm ngay chỗ cái mình khắc nè.
đó, siết chặt vô nha các bạn nha, cho đừng nó rớt. Rồi ít nữa các bạn tưới nước á, tưới nước sẽ tự động nó xuống đây, nó sẽ vô cái bọc nha các bạn. Rồi bên dưới thì mình cũng phải cắt một hai lỗ để cho nước nó nhiều quá thì nó sẽ thoát đi, nó chỉ có ẩm bên trong thôi chứ nó không có đọng nước nha các bạn nhé. Thì hôm nay không có cái rễ lục bình cho nên mình chiết bằng cái này, mình cũng quay lên cho các bạn xem và tham khảo nha. Thường thường mình bó bằng cái chấu hun nè các bạn, nó rễ nó ra khỏe lắm nè. Đó các bạn thấy mình cắt một đường ở trên cái miệng bao nè, rồi mình nghiêng nó qua, cái mình nhét cái mỏ vịt nó vô đó, kéo cho nó lên sát nha các bạn nhé, lên sát cái chỗ này nè. Mình thấy là chiết bằng cái chấu hun này cái nó hiệu quả cao lắm, rễ của nó ra nó cái chất cái chấu hun này nó xốp đó các bạn, cho nên là lúc mà rễ nó ra nó không có bị cản trở cho nên là nó ra khỏe lắm. Cái này mình bó liền là mình bó cái chỗ hun nó khô nha các bạn nha, nó khô mà nó khô ran luôn á, chứ đừng có bó ướt là thua liền nha các bạn nha. Tại cái này mình bó liền cho nên là bó cái chất chồng của nó khô thật là khô. Rồi 2 ngày sau bắt đầu là mình mới tưới nha các bạn. Còn ở cái gốc của nó thì mình vẫn tưới bình thường không sao đó, còn ở trên này thì 2 ngày sau mình vẫn tưới thì mình mới tưới. Đó, chiết vậy thì không cần phải kiêng nước kiêng gì đâu nha các bạn, không có cắt nước, không có nước, cứ thoải xài thoải mái ở bên dưới này không sao, còn trên này thì 2 ngày sau thì bắt đầu mình mới tưới nè. Đó, rồi vẫn đem ra nắng mưa bình thường nha các bạn, không có cần phải kiêng nắng kiêng mưa kiêng nước rồi gì đâu nha các bạn nhé. Rồi thì hôm nay mình cũng giới thiệu lại với các bạn là cái cây này bông của nó cũng đẹp lắm, mà cây này cây xứ hạt của mình mà. Đó thì mình cũng đã xả đi xả lại để mình nhân nhánh cho nó, thì hôm nay là nó cũng lên được 2, 4, 5 tược nè các bạn. Thì cái tược này tược cũ là mình chưa xả thì nó chỉ có một thôi, còn hai cái này là mình xả thì nó sẽ lên là mỗi bên 2 nè. Đó, cái này thì mình cũng nói là sau này mình xả thì nó sẽ lại nhân lên tiếp nha các bạn. Lúc mà mình sau này mình sẽ hạ 2 nhánh này xuống là mình xả bằng hết luôn, xả hết thì bắt đầu là nó lúc đó là mấy cái nhánh này nó cũng lớn rồi, thì mình xả một cái là nó sẽ nhân nhánh lên, nó sẽ có bộ tàn dày nha các bạn. Thì chắc lúc đó là mình cũng phải nhổ lên để mình xếp rễ nó luôn các bạn. Thì có cái cây, những cái cây này thỉnh thoảng mình cũng phải là nhổ nó lên, bung hết đất nó ra để mình xử lý lại cái bộ rễ nó, mình sắp xếp rễ lại nha các bạn. Thì sau này nó cái cây nó lớn lên thì nó mới có cái bộ rễ đẹp được. Đó, còn bộ tàn của nó thì mình cứ nhân nhánh từ từ là bộ tàn nó dày, nó sẽ tự động nó đẹp rồi các bạn. Rồi mình có cây zin mình chơi luôn. Rồi xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi có gì mai mốt là nó mới ra rễ rồi, ngon lành rồi mình sẽ hạ nhánh chiết rồi mình trồng lại, rồi mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem. Thì có cái gì hay hay á, đó mình đăng lên. Nếu các bạn chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký rồi ấn vào cái chuông á. Có thỉnh thoảng có cái những cái mà hay hay là mình đăng nó lên thì nó sẽ thông báo đến các bạn để các bạn xem và tham khảo nhé. Rồi mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công nha các bạn.